Chào mừng các anh đã đến với kênh Đồ Bãi của Hương Thùy. Ngày hôm nay em lên clip số 386 cho các anh, tổng cộng là 20 mã hàng. Các anh xem qua phần giới thiệu chi tiết từng sản phẩm của em, cảm thấy mình đừng nghĩ về món hàng nào, mình liên hệ trực tiếp đến số điện thoại hoặc là số Zalo 038 4687 455 để mà mình chốt hàng nha các anh. Bên em thì sẽ có hai hình thức mua hàng, đó là chuyển khoản và ship COD. Thì những cái đơn hàng mà các anh chuyển khoản có kích thước nhỏ, em sẽ hỗ trợ 50% phí ship nha các anh. Còn những đơn hàng nào mà mình chọn phương thức ship COD, thì khi mà các anh nhận hàng, các anh được quyền kiểm tra hàng, thanh toán tiền hàng và tiền phí vận chuyển giúp em luôn ha. Rồi em phải chi tiết mã số 1 luôn. Mã số 1 này em lên là một cây kìm nhọn hiệu Kepa. Cái này là hàng của Nhật nha các anh. Bên trên này nó sẽ khắc chìm vào cái chữ Kepa nè. Và này là logo của hiệu Kepa ha. T305. Ở đoạn này thì nó sẽ có một cái phần lưỡi cắt dây điện nha các anh. Lưỡi cắt nè, cái sát luôn, không có bị hở sáng ha. Ở sau sẽ có chữ MH89S. Bên dưới tay cầm thì cái phần vỏ nhựa này nó hơi sần, hơi trầy một tí. Tuy nhiên thì nó không có bị rách mà lộ cán thôi nha các anh. Vỏ nhựa nó hơi trầy tí thôi, nó không có rách gì cả. Mình xem răng bên trong nè. Đây, răng kẹp em thấy cũng còn ok và lưỡi là không có bị bẻ gì hết nha các anh. Em sẽ test cắt dây điện cho các anh xem nha. Đây, cắt rất là ngọt luôn nha các anh. Đây, phát nào ra phát đó luôn nè. Về kích thước của cây kìm nhọn này thì chiều dài nó được 14 cm. Cây này giá của nó là 100.000. Mã số 1. Mã số 1 100.000. Mã tiếp theo, mã số 2 là một cây cặp đinh. Một cây cặp đinh, cây này cũng là hàng của Nhật luôn các anh, bằng thép. Con này là bằng thép. Thì bên trên này nó sẽ khắc chìm vào cái chữ Nhật nè các anh. Chữ Nhật được khắc chìm vào như vậy luôn. Và lưỡi nè, các anh nhìn lưỡi rất là đẹp luôn ha. Bên trong nè, nó không có bị mẻ gì hết nha các anh. Em đo thử cái đoạn này ha. Đoạn này thì nó mở được 3 ly nha các anh. Đoạn này nó hở ra tới đây. Và nhích ra một xíu nữa thì chắc là được 5 ly là hết cỡ rồi các anh. Bằng thép rất là cứng chắc luôn. Nó không có bị cấn móp, nứt bể hết nha các anh. Đóng lại nè. Miệng đẹp ha. Không có mẻ gì cả. Về kích thước cây này thì chiều dài nó được 11,5 cm và cái đoạn lưỡi cặp đinh này là được 1,4 cm các anh. 1,3 1,4 cm. Giá cây này là 80.000, mã số 2. Mã tiếp theo, mã số 3 là một cái kìm nhọn. Cái này hiệu K&K nè. Cái này thì nó dài hơn mã số 1 một tí. Hiệu K&K cũng là hãng của Nhật luôn các. Đây, K&K ha. Ở đây thì nó sẽ có một cái phần răng kẹp ở đoạn này nữa và một cái phần lưỡi cắt ở đây luôn. Mình xem nè. Bên trong là cái răng rất là đẹp luôn ha. Lưỡi cắt dây điện nè. Lưỡi đẹp luôn. K&K, cái phần răng trong góc này cũng còn đẹp luôn nha các anh. Về phía tay cầm thì con này cũng có một cái lớp vỏ nhựa màu đỏ đô ha. Con này thì không có bị nứt rách gì cả nha các anh. Nguyên vẹn ha, em cũng sẽ test các dây điện cái này. Đây các anh. Rất là ngọt luôn. Phát nào ra phát đó luôn ha. Về kích thước cây này thì chiều dài nó được 16 cm. Dài hơn cây số 1 2 cm. Giá cây này là 120.000, mã số 3. Và tiếp theo, mã số 4 là một cây kìm cá. Một cây kìm cá hiệu Hosan. Cái này nó cũng là hàng của Nhật luôn. Trên này nó sẽ khắc chìm lên chữ Hosan này. P-211. Logo nội địa Nhật đầy đủ các anh. Về phần thép nè, ở mặt sau nó sẽ có 2718 WKI. Cái mã các anh. Răng bên trong, răng bên trong còn rất là đẹp đúng không? Con này thép cứng chắc. Răng miệng còn ok hết luôn. Về phía tay cầm nè, thì cái này nó cũng sẽ có một cái lớp vỏ bằng nhựa. Cây này màu xanh lá. Còn nguyên vẹn nha các anh. Không có bị nứt rách gì hết ha. Thì cái đoạn hàm này nó mở được tối đa là 0,5 cm nha các anh. Còn về chiều dài thì cái này dài 16 cm. Giá cái này là 80.000. Mã số 4, một cây kiềm cá hiệu Hosan. Mã tiếp theo, mã số 5 là một cây cưa có vỏ hộp. Cái này Gomtaro nè, Suki Gomtaro, lưỡi 27 cm.
mình sẽ xem từ phần vỏ hộp ha. Cái phần quai này là bằng da nha các, bằng da còn nguyên vẹn không có đứt rách gì hết ha. Trên này nó sẽ có đúc nổi lên trên cái phần nhựa cho mình cái logo của thương hiệu này, Gomtaro các, Silky Made in Japan, hàng của Nhật ha. Góc này cũng sẽ có một cái tem nè, 270mm Silky Umkugyo Gomtaro Made in Japan. Phần vỏ nhựa này nguyên vẹn nha các, không có bị nứt bể hết ra. Mặt sau này nó cũng sẽ có những cái thông tin tương tự như vừa rồi nè. Presented by Silky, product of Umkugyo Japan, design Eminika. Emi, à nó tách ra Emi Inc. Rất là nhiều cái chữ Gontaro 270. Đấy, phần vỏ nhựa nguyên vẹn hết nha các, còn đẹp luôn. Còn cái phần cưa nè, thì cái tay cầm góc này nó sẽ bằng cao su nha các, cao su mềm. Và những cái con ốc ở đây là bằng nhựa ha. Cái phần ốc để cố định nè, nó sẽ có cái chữ đúc nổi lên trên này luôn là Made in Japan. Còn góc bên này sẽ là Silky Gontaro, hàng của Nhật nha các. Còn về phần lưỡi nè, nó sẽ khắc laser lên Silky Gontaro 270 LTD nè, 26800. Răng lưỡi nha các, răng miệng còn đẹp luôn. Cái này thì cái phần thép của nó thì nó có những cái góc lốn đốn tróc xi, tuy nhiên thì cái phần răng là đẹp nha các, không có bị mẻ hay bị mất một cái răng nào hết luôn. Về kích thước của cây này thì chiều dài nó được tới 39,5 cm, lưỡi là 20 cm. Giá cây này là 250.000. Mã số 5, một cây cưa Gontaro 250.000. Em qua mã tiếp theo, mã số 6 là một cây thước thủy, một cái thước thủy level box, thước thủy nhôm. Cây này khá là dài, hình như là được 45 cm lận các. Cây này bằng nhôm nha các, bằng nhôm. Trên này nó sẽ có một cái tem nè, Pigman LE 501 này, box level. Đây là một cái dòng chữ của bằng tiếng Anh, nhưng mà cái này của Nhật nha các. There is kindness in the high performance products by thinking about people. Một cái tem còn nguyên vẹn. Trên góc này nó có khắc chữ gì đây, mình xem một lượt nha các. Đây, từng cái góc là nó không có bị cứng móp nứt bể gì hết nha các. Phần nhung nguyên vẹn hết ha. Bên này là cái phần nhựa nha các, hai cái đầu ọc hai bên là bằng nhựa nè. Các cái thanh thủy đây còn hoạt động ok hết, có hai cái mặt kính bên ngoài không có bị nứt bể gì hết luôn. Thủy bên dưới nè, con này không có nam châm nha các, nó bằng nhôm. Chiều dài này được tới 45 cm, ngang này là 5 cm và đoạn này là được 2 cm. Giá cái thước này là 180.000. Mã số 6, 180.000. À, tiếp theo mã số 7 là một cây kéo cắt tôn. Một cây kéo cắt tôn, cái này hàng của Nhật luôn nè các. Cái vỏ bọc của nó có một cái lớp bằng nhựa. Đây bên trên này nó sẽ in lên cái chữ nè, Pocket Trading LTD, mã là T08066 GS. Đó, cái phần vỏ nhựa là nguyên vẹn nha các, không có bị nứt rách gì cả nha. Không có nứt rách gì cả, nguyên vẹn. Về cái phần kéo trên này thì mình sẽ có một cái chốt cả đây, mình bóp vào này, bật lên thì sẽ mở được cái phần lưỡi. Lưỡi này nó có răng cưa nha các, răng cưa còn rất là đẹp luôn nè. Không có bị mẻ gì hết. Lò xo còn hoạt động trơn tru hết nha các. Khóa lại góc này ha. Về kích thước cây này thì chiều dài nó được 25,5 cm và lưỡi này được 4 cm. Giá cây này là 250.000. Mã số 7. Mã tiếp theo, mã số 8 là một cây mũi khoan thạch cao. Cây này hiệu vết xeo nha các. Một cái mũi khoan như thế này, cái hiệu của nó sẽ được khắc ở cái góc này nè các. Đây, vết xeo khắc chìm vào luôn, 1 đến 1 à, 1 đến 16 nè.
à 1/16 đến 3/8 inch. Còn hệ mili là từ 1.5 đến 10 mm nha các. Trên góc này sẽ khắc cái xuất xứ Japan nè, authentic hàng của Nhật. Các cái góc cạnh là còn đẹp nha các, không có bị mẻ gì hết ha. Và cái thanh này người ta đánh dấu hai bên đối xứng nhau là 0, 40, 80, 100 và 120. Thanh này bằng thép trắng nha các, thép trắng rất là sáng ha. Còn về cái đầu này là cái đầu để khoan xuống giống như cái khui nắp rượu các, mà bằng gỗ. Mình sẽ khoét cái này xuống ha. Hai bên này là hai cái mũi nhọn nè, mình khoan vào mũi cò rất là đẹp luôn. Còn về cái đầu này thì em thấy nó có thể xoay, nhấn xuống hay xoay qua, nhấn xuống xoay, những tiếng tạch hoạt động ok nha các. Về kích thước của cây mũi khoan này thì chiều dài này nó được 22,5 cm, giá cây này là 150.000, loại số 8 150.000. Và tiếp theo mã số 9 là một cái lưỡi cưa. Đây là một cái lưỡi cưa hiệu Tajima hàng của Nhật. Ở đây em có hai lưỡi như thế này. Đây là hàng mới luôn, chưa dùng nha các. Nó sẽ có một cái lớp vỏ bọc bên ngoài bằng nhựa như thế này. Trên này sẽ có một cái tem nè, Tajima. Để em mở ra đây. Ủa sao cứng luôn, nó có dính keo gì trong này không mà nó hơi cứng. Chỉ có cái em mở thử cái này nha, cái này lấy ra được nè. Cái này hiệu Tajima hàng của Nhật nha các. Trên cái phần giấy thì nó sẽ có chữ Tajima nè, 265 là lưỡi 26,5 cm, chữ Nhật. Đây là những cái thông tin cái lưỡi nó sẽ gắn như thế này, để em lấy ra thử. Thôi cái này để các anh khui đi ha, chứ mất công em khui nó lại mất cái siêu này. Trên lưỡi nó sẽ có chữ Tajima này, chữ Nhật, Made in Japan. Đấy, hàng mới chưa dùng. Mặt sau thì sẽ có những cái hình ảnh minh họa nè, để mình có thể lắp vào một cái cán như thế này để sử dụng ha. Đấy, đây là cái chú ý nè, nó có cả đường link website nữa các, Tajima Tool. Về cái phần vỏ thì chiều dài này được 34 cm nha các. Còn cái phần răng răng cưa này là 26,5 cm. Cái này như nó bị dính keo hay sao đó. Đây là cái phần này hơi cứng, nó dính keo góc này. Góc này. Đây, một lưỡi cưa này là giá 130.000 nha các. Ở đây em có hai lưỡi. Tajima của Nhật. Mã tiếp theo, mã số 10 là một cây đục thép. Một cây đục thép hàng của Nhật nha các. Là một cây lấy dấu. Ở trên này thì nó sẽ khắc chữ CRMO Steel này, Japan, hàng của Nhật. Mặt sau này hình như cái size của nó là 1/2 inch nha các. Đây có thông số là 1/2 inch, ETC Industrial. Cái phần nước xi thì nó có một số chỗ, một số góc này nó hơi tróc xi nhẹ thôi, còn lại là rất là mới nha các. Mặt đóng nè, mặt đóng còn khá đẹp. Còn đây là cái đầu lấy dấu size 1/2 inch, cũng khá là lớn và còn đẹp nha các. Về kích thước thì chiều dài cái này được 14,5 cm. Đường kính của mặt đóng này là 1,8 cm. Giá cây này là 120.000, mã số 10. Mã số 10 120.000. Mã tiếp theo mã số 11 là một cây kiềm cắt hiệu Mary. Cây này cũng là hàng của Nhật luôn nha các. Trên này thì nó sẽ khắc số 205 này, hiệu Mary và logo nội địa Nhật. Lưỡi cắt còn đẹp nha các. Anh xem bên trong này, nó không có bị mẻ hay là bị rỗ gì hết nha. Lưỡi đẹp luôn. Về phía tay cầm này thì sẽ có một cái lớp vỏ bằng nhựa cách điện cho mình như thế này.
còn rất là mới luôn, không có bị nứt rách gì cả nha các. Cây này còn đẹp, em sẽ test các dây điện cây này cho các anh xem luôn. Lưỡi cắt ok nha các. Cái đoạn này, cái đoạn gần dưới này thì em cảm giác là cắt nó được ngọt hơn góc này nè. Về kích thước của kiểm cắt này thì chiều dài nó được 16 cm, giá của nó là 150.000, mã số 11. Mã tiếp theo, mã số 12 là một cây một con dao ghép cành hiệu Ofa. Con này cũng là hàng của Nhật luôn nè các. Con này bằng thép trắng. Đây, trên này nó sẽ khắc chìm chữ Ofa nè, Craft Knife. Một con dao ghép cành. Cái phần xoay, cái phần khóa này là bằng đồng nhé các. Mình sẽ xoay bên trái này để đẩy cái lưỡi này lên, vặn bên phải để cố định lại này. Đấy. Mặt sau của con này nó sẽ có dòng chữ stainless thép trắng này, Made in Japan, hàng của Nhật ha. Lưỡi cũng vậy nè, lưỡi cũng sẽ có chữ Ofa Stainless Japan. Lưỡi còn rất là đẹp luôn các, không có bị mẻ gì hết nha. Một con dao ghép cành. Về kích thước con dao này khi mà mở ra thì nó được 17,5 cm. Lưỡi này được 5,5 cm. Em mình cắm xuống, khóa lại để nó không có bị dốc ngược thì nó đổ cái phần lưỡi ra nha các. Cái này khi mà đóng lại rồi thì nó còn 12 cm. Giá của nó là 200.000. Mã số 12. Mã tiếp theo, mã 13 là một cây Ruby, cây này hiệu Chuix này. Cái này cũng là hàng của Nhật luôn. Cái thông tin của nó thì nó sẽ nằm trên cái phần vỏ này hết nha các, vỏ nhựa đúc nổi lên chữ Made in Japan này. Trên này thì in lên cái hiệu Chuix này, Hand Riveter HR gạch 300. Đấy, cái phần nhựa này còn rất là mới nha các. Màu còn đẹp luôn, không có bị nứt rách gì cả. Bên này thì nó sẽ đúc nổi lên những cái thông tin caution này, chú ý này. Hình ảnh minh họa này. Nhớ mang kính bảo hộ khi sử dụng nha các. Eye protection must be your safety glasses one. Nhớ mang kính bảo hộ ha. Con này còn hoạt động tốt nha các. Ở đây nó có thông tin à, góc này, trong này nó có một cái tem này, HR gạch 300 á các. Một con tem. Con này bằng thép. Rất là cứng chắc luôn. Con này em thấy còn mới lắm nha các. Cái đầu ở đây là 2.4. Đấy, cái đầu đang gắn ở đầu tiên là 2.4. Bên này là đầu 4 chấm, 3.2. Cái này không khó nhưng mà em thấy nó lớn nè. Tầm này chắc lớn hơn cả cái này, là tầm 4.5 đến 5 chấm các. Lỗ cuối nó không có số. Em sẽ test cái phần rút rivet cái này cho các anh xem nè. Sát vào, bấm một lần rồi nha các. Lần thứ hai nè. Cái đầu nó rớt ra. Em lấy cái tiền. Cái đầu rút rivet đây là các hoạt động ok. Đầu em test ở đây là 2.4 nha các, 2.4, còn lại là 3.2, 4 chấm và cái lỗ cuối này là tầm 4.5 đến 5 chấm, còn hoạt động ok hết luôn. Về kích thước của cây này thì chiều dài nó được 25,5 cm, giá của nó là 350.000, mã số 13. Mã số 13, một cây rút rivet hàng của Nhật.
Mà tiếp theo mã 14 là một cây kìm màu quả, cây này hàng của Đức nha các. Một cây kìm màu quả trên này nó sẽ khắc chìm vào chữ Made in Germany này. Steel CRV 52 đến 54 HRC. Trên góc này là những cái lốm đốm tróc xi nha các, chứ không phải bị rỗ đâu nha. Cái phần thép của nó vẫn vẫn mịn. Đấy, nó hơi tróc xi cái góc trên này gần ngàm một tí thôi. Còn về phía tay cầm bên dưới thì sẽ có một cái lớp vỏ bằng nhựa. Này thì nó không có bị nứt rách gì hết nha các. Còn đẹp hết nha, răng bên trong này. Đây á, răng là không có bị mòn hay là bị mẻ gì hết. Còn rất là mới luôn. Này em đo thử ngàm cái này nó mở ở đây. Ngàm này mở tối đa được 3 cm nha các. Ngàm mở tối đa 3 cm, còn chiều dài của nó là được 24,5 cm. Giá cái này là 200.000. Mã số 14. Mã tiếp theo, mã 15 là một bộ lục giác. Một cái bộ lục giác hiệu Lai. Bộ này hàng của Nhật nha các. Nó sẽ gồm có 6 cái đầu lục giác nè. Các size lần lượt là 2.5, 3, 4, 5, 6 và 8. Đây, hai cái đầu này lớn nhất, đầu này số 6 nè, và đầu này số 8 nha các. Đầu là không có bị mẻ gì hết nha. Bên này sẽ là 2.5, 3, 4, 5. Còn ok hết luôn. Về kích thước của bộ này thì cái chiều dài này là nó được 10 cm đó các. Giá của nó là 150.000. Mã số 15. Mã tiếp theo, mã số 16 là một cây kiềm điện hiệu Hero. Cái này cũng là hàng của Nhật luôn nha các. Trên này nó sẽ khắc chữ Hero nè, logo nội địa Nhật ở chính giữa nè. HB gạch 150. Nó sẽ có một cái phần lưỡi cắt ở góc này. Này chữ B, B này, 9ED. Xem răng bên trong nè các. Răng kiềm điện bên trong. Không có bị mòn gì hết và lưỡi là cũng không có mẻ gì cả nha các. Rất là đẹp luôn nè. Răng bên trong. Về cái phần tay cầm thì cái vỏ này bằng nhựa nha các. Nhựa mà nó kiểu nhám nhám á. Còn rất là mới luôn nè. Không có bị nứt rách gì cả nha các. Em sẽ test các dây điện cây này. Đây, lưỡi cắt rất là ngọt luôn nha các. Cây này em thấy còn mới lắm luôn. Cây này chiều dài của nó là 16,5 cm. Giá của nó là 150.000. Mã số 16. Mã số 16 150.000. Mã tiếp theo, mã 17 là một cây búa đinh hiệu UH. Cái này cũng là hàng của Nhật luôn nha các. Cái phần mà tay cầm dưới góc này là được bọc bằng nhựa nha các. Trên này nó sẽ đúc nổi luôn cái logo của thương hiệu UH, hàng của Nhật nè. Đấy, vỏ còn nguyên vẹn hết, không có bị nứt rách gì cả. Trên này là cái phần thép nè. Cán búa là cũng không có cong vênh mà bị móp gì hết nha các. Đầu búa đây. Mặt búa nè. Cái này mặt còn khá đẹp nè các, nó không có cái dấu hiệu gì của những cái vết dập do mặt đóng xuống á. Mặt này còn láng đẹp lắm này. Bên này là đầu bế đinh. Đầu bế đinh thì cũng còn nguyên vẹn hết, không có bị mẻ gì cả nha các. Còn đẹp ha, trên góc này nó còn có khắc một cái chữ Nhật nữa các. Góc này khắc nổi lên luôn. Về kích thước của cây búa này thì chiều dài nó được 28 cm. Ngang này được 11 cm. Đường kính mặt búa là 2 cm. Cái này nó nặng 350 gram nha các. Giá của nó là 150.000. Mã số 17. Mã tiếp theo, mã 18 là một cái lưỡi cưa. Cái này cũng là một cái lưỡi cưa mới hàng của Nhật nè. Cái này thì nó có vỏ bằng nhựa. Đây. Trên này nó sẽ có những cái chữ Nhật. À, cái này hiệu Z nha các. Hiệu Z hàng của Nhật nè. Lưỡi cưa. Những cái hình ảnh minh họa. Và những cái chữ Nhật ở trên bao bì của nó này, Made in Japan đây các. Dòng chữ Made in Japan, hàng của Nhật ha. Lưỡi đây các.
Này là hàng mới chưa dùng, đẹp luôn nè, không có tì vết gì luôn. Cái trên này nó sẽ cắt laser lên cái chữ nhật, nó giống cái lưỡi cưa hôm bữa em có lên nè, nhưng mà đã xài rồi. Đang chờ em một tí. Đây nè ta, một cây đã xài và một cây chưa xài này. Đấy, đẹp luôn nè. Răng nè, không có bị mẻ hay là bị mất một cái răng nào hết. Cái này hàng mới chưa dùng. Về kích thước thì chiều dài của cả cái phần cưa này là 25,5 cm, còn lưỡi của nó là 24 cm nha các. Đo đến đây 24 cm ha. Giá của cái lưỡi cưa này là 80.000. Mã số 18, một cái lưỡi cưa hàng mới chưa dùng. Mã 18. Rồi, em qua mã tiếp theo, mã 19, là một cái cạp kiểu C hiệu SK11. Cái này bằng nhôm nha các, cầm rất là nhẹ tay luôn. Một cái cạo chữ C. Trên này nó sẽ khắc nổi lên cái chữ SK11 nè, một thương hiệu của Nhật. Mặt sau là 75 3 inch. Hàng ngàm này chắc là mở tối đa là 7,5 cm nha các. Một cái cạo bằng nhôm. Đây em sẽ bằng mở ngàm nè. Ngàm thì bằng nhẹ nhàng trơn tru luôn. Miệng ngàm bên trong đẹp nha các, không có bị cứng dập gì hết nha. Em đo thử cái phần ngàm này, em mở tới 7,5 cm là các, hơn 7,5 cm một xíu. Cái này kéo lên một tí nữa thì ngàm này mở được 8 cm luôn. Đây, cái này là hết cỡ rồi này, gần 8 cm nữa các. Bạn xuống về kích thước của cây cảo này thì chiều dài của nó là được 15 cm các. Cây này nhẹ lắm, chắc tầm 100 g thôi, một lạng thôi. Giá của nó là 150.000. Mã số 19. Và mã cuối cùng, mã số 20, là một cặp cây tu vít hiệu Excel. Hai cây này, một cái đầu cộng và một cái đầu trừ. Cái đầu cộng này là cộng 2 nha các. Cái phần cán của nó bằng nhựa và nó sẽ in lên chữ Excel như thế này. Vỏ nhựa là nguyên vẹn, không có nứt rách gì hết nha các. Cái phần mũi nè, mũi cộng 2. Cái phần thép một số góc là nó rỗ đi thôi, chứ còn mũi là đẹp nha các, không có bị tà bị mẻ gì hết nha. Về chiều dài cái này, cái này đầu nó có 500 nhẹ nha các. Kích thước cây này được 20,5 cm. Còn cái cây đầu trừ vết xeo này, nó là một cái bút thử điện nè, nhưng mà cái này nó bị hư rồi các. Cái này thì sử dụng như một cái vít trừ bình thường thôi, chứ không có thử được điện nha. Cái này thì các anh, nếu mà anh nào rành về điện, mình có thể mua cái này, mình mở ra mình xem bên trong này mình có thể sửa được thì mình sử dụng ha. Vết seal 2 V này, cái phần vỏ này bằng nhựa trong suốt. Mũi của nó đẹp nha các, không có bị mẻ gì hết. Cây này thì chiều dài nó được 22 cm và mũi này là 4 ly. 4 ly. Giá cho một cặp hai cây vít này là 120.000. Mã số 20. Vậy là nó lên xong 20 mã hàng trong clip số 386 ngày hôm nay. Cảm ơn các anh đã theo dõi đến hết video. Nếu như mà cảm thấy yêu thích video này thì để lại cho em một like và một lượt đăng ký kênh nha. Ấn vào nút chuông để cập nhật được những thông báo mới nhất từ kênh Đồ Bãi Hương Thùy. Chúc các anh có một buổi tối vui vẻ.